Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm 2020, thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành lại tiếp tục giới thiệu tới toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là bộ bàn ghế phòng khách Âu Á tay hộp gỗ hương đá nhập khẩu qua Nam Phi. Đây là đơn đặt hàng của anh Dương ở Long Biên, Hà Nội. Anh cũng đặt chúng tôi từ rất lâu rồi, thì hôm nay mới xong mộc. Thì chúng tôi quay lại clip báo cáo là hàng mộc của anh đã xong rồi, thì chúng tôi sẽ đi vào hoàn thiện. Thì quy trình hoàn thiện là từ 3 đến 5 ngày chúng tôi sẽ bàn giao cho gia đình anh và kê vào đúng phòng khách của nhà anh. Anh cũng là đặt hàng trộn vân nên chúng tôi làm phần ván phần vách là cũng được tuyển vân tuyển gỗ rất là kỹ. Chiếc ghế dài này là chúng tôi làm với thông số là dài 2m50, cao 1m13 và sâu 70. Toàn bộ ván chúng tôi làm dài 2 phân và khuôn chúng tôi làm dài 4 phân, cột là cột 12. Bộ này là bộ trương cuốn thư. Thì bên cạnh những bộ như này, chúng tôi có những bộ bàn ghế Âu Á hộp là trương voi hay là trương cá chép vượt vũ môn, rất nhiều loại. Quý vị có thể ưng mẫu nào, quý vị chụp màn hình lại thì gửi cho theo hai số Zalo 0986 883349 hoặc 0985 226684, thì chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá kích thước cụ thể từng bộ một. Đây là chiếc bàn trà, chúng tôi làm kích thước là 70 x 40, và thông số của chiếc cây đơn là chúng tôi làm dài 97, sâu 70 và cao 1m13. Tay là tay hộp. Phần vách là chúng tôi đục vách oval, xung quanh có lá tây và phần giữa chúng tôi để trơn để khoe vân. Và trên phần trương là chúng tôi đục cuốn thư. Chiếc đôn nhỏ chúng tôi làm kích thước là vuông 40. Bộ bàn ghế này gồm có 6 món: một ghế dài, hai ghế đơn, một bàn, một đôn và một bàn đầu bàn. Thì theo như đơn đặt hàng của anh là anh đặt vách đục oval chứ không đục tứ bình hay là để trơn không, vì mỗi người có lại có một sở thích riêng khác nhau, không ai giống ai. Thì bên cạnh những bộ bàn ghế gỗ hương này, chúng tôi trong clip trước chúng tôi đã giới thiệu những bộ bàn ghế Âu Á tay hộp bằng gỗ mun hoa, gỗ mun xịn thì giá tiền nó mắc hơn những bộ như này. Đó là tùy theo cái yêu cầu của quý khách. Và chiếc bàn của bộ này là chúng tôi làm kích thước là rộng 70, dài 1m40, bàn là bàn hộp ngăn kéo. Đây là ngăn kéo chúng tôi đang tháo rời để đi vào tẩy axit. Vì bình thường mỗi một bộ như này thì chúng tôi xong mộc xong là chúng tôi phải tẩy axit rồi bắt đầu mới đi vào hoàn thiện, thì vân gỗ nó hiện được rõ hơn. Đây chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại toàn cảnh bộ bàn ghế phòng khách Âu Á tay hộp gỗ hương đá đây. Thì bên cạnh những bộ như này, chúng tôi đang sản xuất những bộ ghế minh nghê hay minh voi hay là bộ bàn ghế tần thủy hoàng cột liền. Thì quý vị có thể truy cập vào fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành hoặc website nội thất La Xuyên.com để xem hình ảnh. Hoặc quý vị có thể liên hệ theo hai số điện thoại Zalo 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý vị ưng mẫu nào, quý vị có thể chụp gửi cho chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Quý vị hãy đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh. Quý vị có thể cập nhật được cả những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Và đây là chúng tôi vừa với tẩy axit thì vân gỗ nó hiện lên rất là rõ, toàn bộ vân là vân thật, không vẽ vân, không bán vân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.